Trời ơi, cái thằng chết tiệt này. Cái gì chết tiệt nào? Mày thằng nào? Thằng nào đây? Rồi anh xuất trình giấy tờ. Anh đi đâm vào nhà của thanh niên nào này? Trời này, nhà ai này, nhà ai thấy có nhà ai đâu, tưởng cái tường tôi đâm thôi chứ nhà ê, nào tào lao nè nè nè, có cái này xe tôi hư này không, này là do là ai nào xây thiết kế căn nhà mà sai chỗ nè. Xây đâu sang cái góc này, xe này người ta chạy từ đây chạy qua tông đúng anh rồi. Giấy tờ ký vào đây. Không, tôi lập biên bản nhanh. Cái gì hết á, tàu lao, không có thức gì hết á. Trình bằng lái chứng minh nhân dân ra đây để ký nào. Ủa bằng lái là cái gì? Mà chứng minh nhân dân là cái gì? Kệ. À, anh không có bằng lái mà anh dám đi xe à hả? Cái đó là cái gì? Làm gì có mấy cái đó tàu lao. Anh đi vào đây theo tôi. Ờ, giờ đi đâu? Ờ, đang đi chơi mà tiện bắt người ta đi đâu? Không, bé ơi. Ơ kìa, ơ kìa. Thu xe. Bây giờ về đồn thì tôi trả xe không à, tôi không trả đâu. Đồn là cái gì? Tiện cái đồn là gì mới từ bên kia về mà. Là vào nhà ngồi chơi uống nước. À, uống nước hả? Thà luôn, rủ người ta đi chơi thì nói đại đi, còn vô đồn là cái gì không biết. Đâu? Nước gì? Luôn, đấy. Đọc sách hả? Nhưng mà không biết chữ. Ủa, gần đó giờ có đi học đâu, ghi gì? Này, bố mình nhịn lâu lắm rồi đấy nhé. Cái gì vậy? Ghi địa chỉ nhà họ tên rồi. Thí dụ giờ mình có hu âm không? Mình có hu âm không chứ không biết viết chữ ba. Đó giờ có đi học viết đâu. Thề luôn là lớp mầm là nghỉ học rồi. Đây, bây giờ yêu cầu là anh thổi nồng độ cồn đây. Đợi tôi. Đâu, thổi cái gì đây. Đâu, thổi con bóng thổi, hay gì? Thổi vào cái này đi. Đấy, thổi đâu. Vào. Đấy. Cái này hay thổi sao ba? Đấy, này thổi cái gì? Cắm cái mồm vào, trời ơi. À, cắm cái mồm vô hả? Gọi nè, trả nè. Nó là cái gì vậy? Ôi ôi, anh không uống anh gì? Anh gọi là vượt tốc độ nha. Anh cái gì? Vượt cái tốc gì? Độ cho phép nha. Anh có bằng lái chưa? Anh chưa có bằng lái mà anh dám đi gọi là tông vào nhà người ta như thế mà. Bằng đi... lái là cái gì? Người ta có tiền, người ta mua xe thì người ta lái thôi chứ cần gì bằng lái. Rồi thế tiền đâu, anh lấy tiền mua xe ở đâu hả? Trời ơi, nhà tôi không có gì ngoài điều kiện ba ơi. Oh my god. Wow. Trời ơi, càng ông cho ít mình xài chơi. Trời ơi, có gì đâu. Ít thì mình cho. Tổng thiệt hại của anh ấy là bây giờ là tông tông vỡ nhà người ta, nổ nhà người ta là khoảng tầm 3 tỷ đồng nhá. Gì 3 tỷ vậy? Trời ơi, có bóc phét không chứ? Đâu đấy là khoảng là 2 dương kim cương. À, 2 dương kim cương bây giờ không có tiền, bây giờ không có tiền, ở đây có thẻ thôi, quẹt thẻ không? Anh vừa bảo là nhà giàu xong giờ lại không có tiền. Người già giàu nhưng mà người ta xài thẻ chứ người ta không dùng tiền mặt. Giờ thích quẹt thẻ thôi, có đồ quẹt thẻ hôm nay tôi quẹt. À, đây, đây quẹt thẻ đây. Đây quẹt ở đây đúng không? Rồi ok. Rồi quẹt nè, đưa. Tiền thì trả rồi thì đấy. Bây giờ là đưa anh bill đó. Không có bằng lái thì là tôi tịch thu xe nhá. Khi nào mà anh mang bằng lái về đây là tôi trả xe. Hôm qua mới vừa mua xe xong nha. Hôm qua mới vừa mua xe không có tịch thu nha, không có tịch thu nha, tịch thu là bậy nha. Ây da, anh dám bắn à? À, hôm nay anh này dám bắn à? Từ đi, đợi tôi chạy xe về tôi mát ba nè. Tới không chị rồi. Cảnh sát gì mà dám bắn người? Không có. Thả xe đây. Bao giờ có bằng lái thì quay lại lấy xe. Thả xe. Nhanh lên. Thả xe đây. Rồi chừng nào mới chịu trả xe bây giờ hả? Ơi, bây giờ nhá, bây giờ là anh chưa có bằng lái đúng không? Thì anh phải qua bên nhà cái đây, anh quay mặt đằng sau anh thấy cái thằng mà bắn cung mà đội mũ kia chưa? Anh phải qua bên đấy anh học của Zeno nhá, học lái xe đi nhá. Khi nào có bằng lái thì quay lại đây là tôi trả xe. Không thì thôi, không thì học tôi luôn. Học chứ đó giờ có đi học đâu mà biết, kêu đi học. Bây giờ nha là anh vào trong cái làng này là anh phải theo luật đây. Ồ, cái làng này có ai mà bắt tôi theo luật? Làng này có ông hả? Làng này, làng này là của ta. Ây à, thế à? Nói chung là như thế. Đây, thấy súng to chưa? Hả? À, to và dài gì? Luôn ấy, thề luôn. Mượn xài chơi qua đó giờ chưa thấy cái này lần nào. Thề luôn, cảnh sát gì mà nhiều chuyện thiệt chứ. Không hiểu gì, ủa này nhà này như đồ chơi chứ nhà đâu. Nhìn bí ngô, nhìn như đồ chơi nít, trời ơi. Giờ phải đi học mấy cái bằng này, thề mệt thiệt. Cái con gà đi giặt coi. Thề giờ nhìn con gì cũng két đi giặt. Alo, có ai nhà không? Có ai ở nhà không à? Có ai ở nhà không? Ui ôi,
Con gì tào lao này? Trên. Con gì đây? Con gì mà mọc sừng luôn đây? Ủa? Con. Quên mất. Trời ơi, tự nhiên hôm qua đi về đấy, mua được cái sừng rồi đấy, đi chơi 30/4/1/5 đi mọc. À đi chơi hả? Đi chơi lễ nghe vui không? Uầy, vui không? Thầy. Thằng này răng miệng như kia ấy. Trời ơi, đẻ nó vậy rồi ai biết đâu thầy, chứ chắc nhỏ ăn mẹ. Đây, tìm ta có việc gì? À, cái ông cảnh sát kìa, nãy tôi chạy đây nè, tôi chạy chơi vui thôi, tiện cái ông bắt, ông lụm xe, cái ông kêu đi học cái gì mà cái bằng gì đó, bằng tuyển sinh, bằng gì tao quên, nó tiêu rồi. Thì ta chỉ dạy bằng lái xe thôi. À, cái gì mà lái đó, lái máy bay, lái xe gì đi cũng được. À, ta chỉ bằng lái xe đạp thôi, có học không? Xe đạp hả, chết dở, người ta đi xe bốn bánh rồi, giờ sao ta? Ôi, giờ, bây giờ nha, giờ lái xe đạp đúng không, thì là hai bánh đúng không, thì bây giờ ta học hai lần là bốn bánh, ok chưa? Được. Ok, thế cũng được. Được. Thằng này tính giỏi. Giỏi mà, trời ơi, nhỏ giờ tính giỏi 1/3 gì đâu, bình thường. Này, nhưng mà giờ đi học trước tiên ngươi phải trả phí trước cho ta. Không nhỡ đâu, học phí xong ngươi thì sao? Có đồ quẹt thẻ không? Chứ tao quẹt bình thường, này có thẻ này ngoài. Trời ơi, đây không có đồ quẹt thẻ, đi ra đồn cảnh sát quẹt nhờ ông ta rút sau. À, thế à, để xíu quẹt sao chứ giờ chắc ông đi chơi rồi, chứ ai biết gì đâu. Rồi thế bây giờ ta dạy ngươi lý thuyết trước nha. Đấy, để mà thi được bằng lái xe phải có hai phần, thi thực hành và thi lý thuyết. Mà ngươi có xe không? Đâu, có xe không mà học lái xe? Ông lụm rầu, ông cảnh sát ông lụm rầu, gì có xe đâu mà trời. À bị thua rồi à? Trời ơi. Thu rầu mới đi học, chứ không thu rồi đi. Hay lụng vô vậy? Ờ này không biết, tiện cái nãy qua cái thấy vậy luôn chứ đâu biết gì đâu. Đi hỏi cảnh sát xem nhà đã bị trộm đột nhập rồi. Đúng rồi, tôi nghĩ là có trộm nè. Nãy tôi vô tôi đâu thấy có đồ gì trong đây đâu đó. Rồi. Tôi đi ra. Đi theo ta. Đi theo ta. Đây thấy ngôi nhà nào bự vậy không? Ủa, nhà nào này dạy lái xe xây được ấy. À ghê à. Học phí hơi bị đắt nha, học phí mất 100 triệu. Một gì ghê trong một bằng lái. Phí gì 100 triệu? Học phí 100 triệu đó tôi bình thường. Không học thì đi vô. Có học. Có học, người ta học đàng hoàng. Trời ơi, xíu người ta trả tiền sao chứ giờ phải quẹt thẻ thôi chứ không có tiền mặt. Đâu bây giờ ghi hồ sơ làm bằng lái xe. Ví dụ giờ tôi đọc tên rồi ông rồi thầy ghi cho con được không, chứ con là con biết chữ học mẫu giáo tới hay nghỉ luôn rồi. Trời ơi, thế mà lấy tiền đâu mua xe thì anh trộm rồi, ăn trộm chắc rồi. Không có dạy cho trộm cướp nha. Nhà giàu bố làm to, nó thề luôn đi, nói à, chắc đi ăn thịt cười này. Trời ơi, nhìn cái gì đi ăn thịt gì nào. Ta ăn kẹo. Ta đi ăn kẹo cái miếng ăn thịt. Kẹo mồm trái chết kìa. Được rồi, lên lầu làm bài thi lý thuyết trước. Đây, đây. À, căng thẳng như ta thề luôn á. Con bàn ghế đâu? Thằng kia mày có bàn ghế là cái làng này con bỏ rồi, hồi nãy không biết là thằng kia là cái thằng cảnh sát hay là thằng trộm nữa. Nãy thấy đi vòng vòng đây nè. Không cái giờ nhà không còn gì hết. Chắc nó cua hết bàn ghế ra nè. Mày có bàn ghế mà đặt. Vậy con mất luôn cái xe không? Đâu? Cho mượn bộ bàn ghế đi hôm nào, trả sau tính trừ học phí luôn được không? Rỡ bị trộm vào nhà trộm mất luôn hả? Ờ đất ơi, mượn bàn ghế luôn á. Chứ con mình có bàn ghế này. À đây, con cũng có vài cục nè, đặt ra cứ coi như là cái bàn ghế đi. À được rồi, được rồi, ở đấy nha, bây giờ là phần thi lý thuyết này. Đây, câu hỏi đầu tiên ta gọi là trắc nghiệm thôi. Đấy. Bây giờ trên một đường giao thông mà ngươi thì mà thấy người đi bộ mà sắp qua đường thì ngươi sẽ làm gì? Đáp án A là dừng lại nhường đường cho người đi bộ. Đáp án B là tông bay người đi bộ đang xuất khỏi thế giới. Đấy, người chọn đáp án nào? Con thấy là cái đáp án cuối cùng nó khá là thú vị. Tại vì đang xuất thế giới nghe nó khá là kiểu giống chơi game á. Con nghĩ là nên chọn cái cuối. Cái cuối là nó hợp lý. Hay. Đó, hay. Con biết con hay mà, nhỏ giờ hay đó giờ nào. Ây da, hay. Cái gì mà bắn ngứa vậy trời ơi. Mày láo này. Đi tham gia giao thông mà đi đâm hút người ta thế à? Rồi, đúng là những con này trời không phải người. Tưởng là cái ông qua đường đó, ông hít cảm giác mạnh, đông tông giống vui. Trời ơi, cảm giác mạnh con khí. Trời ơi, đâm thế là bị đền cho người ta đấy. Trời ơi, đi tham gia giao thông này là chết dở rồi. Rồi chứ qua câu hỏi tiếp theo đi. Trời ơi, cái gì đâu mấy con. Đáp án con nào, chọn đáp án A. Trời ơi. À, đáp án A, ok rồi. Dường cho người đi bộ nhớ chưa? Rồi, con nhớ rồi. Ok, mày ghi vô, đâu có sổ sách đâu nhờ ta cũng quên. Có, đây, để lấy sổ sách nè, ghi nè, nó phải nghe, rồi, ok. Ghi vô. Rồi, bây giờ ngươi đã hoàn thành xong một câu hỏi, ngươi vẫn còn 4 câu hỏi nữa. Đấy. 4 câu nữa hả? 4 câu nữa sẽ qua được vòng thi lý thuyết nha. Đấy, bây giờ câu hỏi tiếp theo đây nè. Đấy, trên đường đi mà tự nhiên ngươi thấy đang lái xe mà tự nhiên thấy buồn ngủ thì ngươi sẽ làm gì?
À, trời ơi. Đâu hãy đọc đáp án con nghe đi. Ok, chứ đáp án quá. Đáp án A đó chính là người sẽ phải là dừng lại đánh một giấc, khi nào tỉnh táo người sẽ đi di chuyển tiếp. Đấy. Đáp án B đó chính là người sẽ làm một ly rượu cốc tai cho tỉnh ngủ, sau đó người sẽ phi một mạch đến đích. Đấy, ok. Đấy, có hai đáp án như thế thôi. Mời người lựa chọn. Con nghĩ là cái thằng nào viết ra cái này nó sai. Sai đâu mà câu, sai. Con thề, thêm đáp án khoa. Nữa được không thầy? Con thêm cái đáp án nữa nghe nó phù hợp lắm. Con là con okay, đi xe nếu điện. Mà, nếu con mà người... là con đi xe điện, thầy hiểu không? Đó okay. Là con buồn ngủ thì nó tự chạy, con ngủ. Ok. À, là người có bật chế độ tự lái à? Đúng, con bật chế độ tự lái, con đi wow, ngủ, wow, bật chế độ wow. Bay lên luôn, bật chế độ bay luôn. Wow, bật chế độ bay lên luôn. Đúng, thằng này được, luôn, thằng này được ra đây. Đấy, học sinh của mình chưa có thằng nào nó sáng tạo mà tạo ra một cái đáp án tuyệt vời như này, cho nên mình tuyệt sẽ, vời. Sẽ gọi là chấm, gọi là đỗ luôn cho thằng này nhé bạn. À, rồi, đỗ đúng không thầy? Đỗ, đỗ, đã xong phần thi lý thuyết, bây giờ mời thí sinh này đến phần thi thực hành. Đấy. Dạ, thực hành luôn á. Đúng rồi, rồi phần thi này gọi là rất là khắc nghiệt, cực đoan là mời dạ, mời người đi. Hello, it's me. Chào ta. Ê bác Dân là đi, đi thi hả? Đi thi bằng lái xe hả? Từ 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 từ, xếp hàng xếp hàng xếp hàng. À ông này xếp hàng. Đề nghị là ngươi là không được cắn cụt đầu bác này nha. Ông còn cắn con kẹo đâu phải à, cái đầu kẹo, này kẹo thấy một đỏ lè đỏ lét nhìn tưởng nó đi ăn thịt người không à, ông con xương xương môi ấy, con thích vậy. Rồi bây giờ là chúng ta sẽ đi đến phần thi lý thuyết nhưng mà tiền đâu tiền tiền xíu qua quạt chứ không 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 đâu. Học xong thi lấy bằng là chạy mất tiêu không à, đây đây không. Đây thầy có điện thoại để anh chuyển khoản cho đọc số tài khoản đi luôn. Số tài khoản à. Ừ. 1800 không có tự sắp xếp. Rồi 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 1800 có 00 đúng không? Rồi ok chuyển rồi nè. Này chuyển nhầm là mất tiền là không có chuyển lại đâu nha. Hủy đâu, tư cách thi bằng chưa, nghe tin tin chưa giờ. Chứ thấy con gửi rồi đó, gửi rồi đó. Chưa nha, chưa đi tin tin nha. Gửi nữa hai để gửi cho gấp đôi số tiền luôn. 1900 là 100 có. Rồi 1900 là 10 không thấy tiền luôn. Rồi ok được thầy ơi. Rồi ok cái này đọc được thích nhất. Ok được rồi. Rồi bây giờ mời ngươi, mời anh đến với thần thi thực hành lái xe. Đây đi qua đâu, người làm xe này. Đâu con thấy chiếc xe luôn á. Từ từ bình tĩnh, bên này khác có xe cho anh. Đấy phần thi bên này là ngươi sẽ phải là đánh võng lạng lách làm sao để đi qua được hết tất cả những cái ngôi làng này mà không đâm đụng vào bất kỳ cái nào nha. Đâm một ngôi nhà là đánh trượt luôn nha. Được chưa? Thầy biết gì không, nhỏ giờ con có đam mê thầy. Tại con mua xe là con thích xe con nó mớp, thầy hiểu không? Xe con mớp là con thích. Đi xe hỏng ha? Đúng, con thích xe mớp, nó gọi là xe mớp, hiểu không? Nó xe rơ mớp à? Ok, tí nữa ta sẽ đầu tư cho người con xe rơ mớp để người thi nhá, được chưa? Đúng rồi, đưa rồi, cứ coi đưa con nó xe mớp. Im đây, ta đi lấy xe rơ mớp cho người thi. Ai ai, đi theo ta, đi theo ta. Đào, chiếc xe đây, nó đây, mớp đây, cho con xe rơ móp đây, thích rơ móp đây, đây có rơ móp này. Hay là đi xe này, hay đi xe này, thử lên xe này, lại xem có hợp lý không. Ôi dồi, xuống, hỏng xe. Ê, người to như trâu đây. Có đầu, thấy vậy thôi chứ còn có 2kg à. Không, đi cái này, đây, đi sang bên này, nhanh lên. Lái, ngồi lên, lái, đi thử xem. Đâu, để coi. Đi. Ô, nóng đi. Ô, từ, quên. Ô, vẫn đi được à? Trời ơi, ta đã đổ xăng đâu, vẫn đi được. Trời thật. Này. Con có biết gì đâu, nó cứ lùi hoài à. Đâu, đứng yên, ngồi ngược đôi ba. Trời ơi. Rồi, đứng yên nào. Ok, đổ xăng. Ai, đứng yên. Rồi, đây. Nó chạy, nó tự chạy. Đứng yên. Này, đánh trượt bây giờ, nhanh, chí sức đứng yên. Đây, đứng yên. Đạp cái chỗ nào, đạp cái phanh đúng không? Đứng yên, trời ơi. Ở đây đạp đúng đâu. Trời đất ơi, đổ xăng đã tí hết xăng là không có bê được về đâu. Đây. Tạm con bơi được hết, trời ơi. Máy này nhầm nhòa gì. Rồi, xong rồi. Bây giờ điều khiển là quay trở lại. Quay đâu, đừng. Con quay rồi, xong. Này, hỏng xe là đền nha. Rồi đi vào trong làng, không có đi ngoài sông bờ sông nước này. Hôm nào thích lái thuyền dạy lái thuyền sau, nhanh lên. Nè, ý vậy. Từ cái xe rồi quay bánh lái đi. Trời ơi, tay có ngón không mà quay. Ủa không có bánh lái mà ta. À đây. Trời ơi, cứ đứng im nào, đứng im quay.
Trời ơi, tay đặt đâu vậy? Cái bánh lái nó đặt chỗ nào vậy? Đứng im nào? Không có biết nữa. Trời đất ơi, bánh lái xem à. Bạn ơi. Lái xem gì? Rồi đi. Rồi tới luôn. Rồi đi đi vòng quanh sô cô la. Vòng quanh sô cô la siêu gà. Nhanh lên, đi một đi vòng xem. Trời ơi, đấy thì cầu được thế nha, lái xe mà đường đâm bây giờ đường. May nha. Đấy, các bạn thấy tôi thông minh không? Kinh nghiệm của những người dạy lái xe là chúng ta sẽ cho đi những con xe tốc độ thấp để mà khi đâm nó cũng không lủng. Đi mấy con tốc độ cao đâm là thủng hết nhà người ta. Đấy, kinh nghiệm dạy lái xe bao nhiêu năm nó phải thế. Nào, đi đường này, đi theo ta nào, đấy. Nhầm rồi, đừng có đâm ruộng. Trời đất ơi. Ai đây, đường này đúng không? Bay ngoanh ngoanh bên phải. Biết bên phải không? Bên phải. Đây, ok, đi rồi. Rồi, bên trái, ngoanh bên trái. Bên trái. Trời ơi, đang con ngoanh quay. Mạnh xe, không mạnh quanh đâu, đừng. Cái này nó cứ làm sao, thầy kêu. Rồi, đi thằng, đi thằng. Ôi trời, ôi trời, mắc rồi, kẹt rồi. Lùi, về lại. Về. Lùi không được, thầy ơi. Thầy lùi được rồi, nhưng mà đang cố gắng lên, thầy chậm. Thầy đập cái chỗ này đi. Trời đập được, chung đi. Có cái cục này nó vướng được. Khổ quá mà, thí sinh này. Đi đường bên này. Ở đây được rồi, được rồi, trời ơi. Khổ quá mà. Rồi, bóng bên trái. Bên trái. À không, bên trái hết được rồi, bên phải. Thầy dạy chết rồi. Bên phải, ok, ôi rồi. Rồi, nào đi thẳng, đi thẳng công đâm. Ra ngoài đi, đừng có đâm vào tường nữa. Hỏng nhà bây giờ. Đền không có tiền đền đâu. Rồi dạy lái xe 10 năm chưa đủ. Ôi đi đi. Về lên số đi, lên số tiến, đừng đi số lùi. Rồi đi. Bên phải trái, bên phải. Đây phải trái. Đừng đâm vào ruộng nhà người ta. Trời ơi, cần né bác này ra. Đừng. Tại luôn bác làm cái gì nhớ rồi bác phải đi ra chứ. Tôi khổ quá mà các bạn ơi. Rồi. Rồi, được rồi. Giờ hãy nhau đó, hãy cứ đi đây. Ủa xong rồi ha. Trời ơi, dễ dư rồi. Bây giờ còn vòng lại nữa. Ừ rồi. Mới được một vòng thôi. Khổ quá mà. À trời, thôi con xách xe đi bộ được không chứ. Ôi, thằng này khỏe như vậy. Trời ơi, là sao. Ê, quăng luôn. Ui, hỏng xe ta, không có xe đến đâu. Đừng, đừng. Bye bye. Đừng ít. Không có quăng nhà, bậy nhà. Lên xe ngay. Bây giờ còn một vòng nữa thôi. Đi, lên bên này, đi vòng bên trái nào. Đừng có đi lùi đâm vào ruộng người ta bây giờ. Đi đường này, đây. Nó gọi là kỹ thuật mà. Ây à, chưa đi tiến mà đã đi lùi rồi. Đi đường này, rồi, đi thẳng, né bắt ra. Lỗ này sao chú vậy, à đây chú vậy. Né bắt ơi. Được rồi. Nào, quay bên phải. Biết bên phải không nào á. Bên phải. À đây. Đây, con này thiểu năng dữ ta. Mới học lớp mầm không biết phải trái. Trời ơi. Ôi trời ơi, còn trèo hết cây nữa. Rồi. Rồi sao nữa thầy? Rồi bây giờ đi vòng một vòng về là về đích là nhận băng này. Yes. Trời nhận băng ơi. Ồ quá. Này đừng tông xe nha. Ê đừng tông thầy nha. Ôi. Tông thầy rồi. Rồi xong, để nát cái xe cút kít tôi rồi. Xong rồi. Đưa đây đi trong không chịu. Xuống. Đây để anh đưa xe này lên. Ôi mày thế. Nào đừng. Cái thằng okay. Cái này. Đây để con lên kia cho. Rồi xong. Không, con để trên đây cho nó đỡ trong chỗ. Oh my god. Con nên tịch thu bằng của nó không bạn ơi. Trời ơi, con học nãy giờ mà thầy kêu tịch thu bằng là con buồn. Trời ơi, ra đây ra bộ công an tôi viết cho giấy cấp phép mà lấy cái bằng. Tôi khổ đâu, quá đâu, mà. Đâu rồi vậy? Có bằng rồi, có xe sinh. Rồi, có xe đua rồi. Cái học sinh như thế này á, tôi mong rằng tôi sẽ chỉ dạy. Ô, ông này không đánh nhờ. Ờ, bạn em đánh gì trời. Đi đi, nhanh không nghịch nó, không nghịch nó là nào, vàng nhằng tí bế luôn anh này bây giờ. Này đừng bế anh nha, đừng bế nha. Để em chói anh này. Rồi xong bắt cóc luôn anh ngồi lên bạn ơi. Bây giờ đi về đồn cảnh sát à, mấy cảnh sát còn sao mà không lấy xe mà đi thầy, chứ mà đi bộ chi thầy. Ờ ha, quên, đi bộ rồi, sắp đến nơi rồi. Thầy mọc sừng nhiều quá, nó khôn không có ra luôn. Còn gì, trời, không phải cái sừng nha, đây đồ trang trí này, cái mũ nha. Rồi, trời ơi, thấy chưa? Ao, để mượn coi, mượn cho mượn cái sừng này, à nhầm, mũ. Ao. Đấy, đây chưa? Ây, ôi. Sao nó mọc qua hai bên tay không vậy? Thầy chuẩn bị ở hai luôn, có thể. Về đây, cảnh sát, ôi. Này, bên này có cảnh sát nữa này. Ngon, thầy không nhầm bậy. Ngon à, đừng có ăn cảnh sát của ta nha. Nãy không thấy luôn.
Ui, cảnh sát đi một hồi là mọc rêu luôn rồi, đừng cảnh sát em. Vẫn chưa xây cái cửa cho nó bự bự hơn xíu. Rồi, có cái chui như thế này. Rồi, đi. Đâu rồi, cảnh sát ạ? Hảo mấy anh nghe. Dậy. Nãy em không gặp. Thằng cảnh sát này, cảnh sát trưởng đây. Mấy thằng này đột nhập vào đồn cảnh sát cái gì? Thầy đây, thầy dạy lái xe đây. Thầy dạy lái xe à? Ui giời ơi. Vừa mới huấn luyện một khóa dạy lái xe, vừa tốt nghiệp cả thực hành lẫn lý thuyết rồi. Bây giờ cấp cho nó cái bằng lái xe đi. 10/10. À bằng lái xe. Bằng đây hay. Đây. Đưa bằng đây. Cấp cho bằng cái lái xe đi. 9/10 rồi, nó vứt mất cái xe rồi. Ok, con phải 10/10 chứ thầy nói. Vứt mất cái xe ở đây, lấy bằng. Chỉ có người thông minh mới nhìn thấy được. Rồi đấy, bằng lái xe đấy. Họ tên là gì? Tính ra là bằng lâu chưa biết họ tên là cái gì nha. Con tên là Hút đi. Hút đi à? Đừng có tông đi nữa trời, toàn tông mới hút này các bạn ơi. Không, con thích hút đi tại tên con nó thế nên thế thôi, gì đâu. Được rồi, lên xe ta thử. Đó, ok. Trời ơi, bê luôn ha. Thằng này nó khỏe. Khỏe dữ rồi ta. Đi đi. Trời ơi, xích luôn cái ngô lê vào là tồn cảnh sát thế này. Rồi thật. Ủa cái xe nó thòi mà chua được cái lỗ rồi luôn hả? Xe phiên bản không giới hạn các bạn. Ôi, xe con là nó phải như thế này nè, nó phải đáp như thế này nữa. Ôi rồi ôi, xe bền thật chứ. Nào lên, đâu, ta thử xem là cái lớp lái xe nào. Đây, thầy thấy chưa, tông hết. Trời ơi, tông hiếu này, thôi ta. Hút đi thầy ơi, thầy cứ hút đi. Ôi, bắt cóc đi đâu vậy, ui dồi. Rồi, về nhà con hướng dẫn cho thầy gọi là 69 cái kiểu hút. Thôi được rồi, lần sau ta sẽ dạy free cho con những cái khóa học khác nha. Còn hôm nay thì tạm biệt, ngày hôm nay. Nào đừng có bắt cóc nha, mấy con này là của ta nha. Không biết con gì. Con này sao mà con cá mà sủa này ta. Thôi đi về đi bạn ơi. Sủa là cái gì ta? Cái chó hả? Không biết. Cái chó đúng không? Nghĩ là như vậy. Rồi, đi về nhé, tạm biệt nha. Lần sau con nhớ quay lại đi chơi mà tiện bị bắt xe không hiểu luôn. Lần sau nhớ tìm hiểu kỹ luật làng hắn vào nha, không bắt mất tiền qua đấy, ta đi về đây.